vâng, điện tử Cao Phong xin chào các bác và anh em. Trong video ngày hôm nay, điện tử Cao Phong lại tiếp tục test chất âm và gửi đến các bác và toàn thể anh em những cặp loa bãi xịn B3, model là J215, bát 40 và tép kèn. Dòng loa vừa nghe nhạc vừa hát karaoke rất là hay. Hàng bãi xịn các bác nhé, em bao xịn cho các bác và bao zin cho các bác những cặp loa bãi xịn này. Vâng, nội thất còn zin nguyên bản, ngoại thất còn đẹp xuất sắc. Đó là những cặp loa bãi xịn B3, một chiếc Cao Phong để nguyên căng, các bác cùng ngắm nhìn này, một logo B3, một bát 40 lấp ló phía bên trong và một phễu tép kèn. Đấy, và một chiếc Cao Phong đã tháo sẵn căng để các bác cùng ngắm nhìn cái bát 40 cực kỳ đẹp và một phễu tép kèn. Đây, Cao Phong sẽ quay gần lại cho các bác cùng ngắm nhìn cái bát 40 này, gân vải lụa tẩm dầu. Đó. Độ bền gân rất là cao và đánh công suất lớn nên các bác yên tâm về những dòng loa mà người ta làm bằng gân vải lụa tẩm dầu, sờ vẫn còn dính tay này. Đó, gân còn rất là đẹp. Và nón lồi đấy, còn zin nguyên bản, đẹp xuất sắc từng cm một luôn. Phễu tép kèn, bóng niễu và hai lỗ thoát hơi hai bên. Cao Phong đã có những cái video mở nội thất cho các bác. Bác nào quan tâm đến nội thất, Cao Phong sẽ kết nối Zalo để cung cấp cho các bác cái nội thất của nó rất là đẹp. Bao zin cho các bác cái phân tần cực kỳ đẹp luôn. Phân tần của nó rất là khủng, bằng bàn tay, bằng cái quyển sổ luôn. Đó. Thùng của những dòng loa bãi xịn B3 phải là thùng gỗ ép 9 lớp như này và sơn sần bóng. Đấy, thùng thiết kế 5 cạnh nên các bác có thể để đứng như này trên sân khấu này, trong nhà này. Và các bác bên dưới đế này nó có lỗ để các bác có thể cắm cọc loa. Đó, để cắm cọc loa hoặc là các bác có thể treo trên trần nhà. Tức là cái phạm vi sử dụng của các bác rất là rộng. Đấy, trong phạm vi sử dụng rất là rộng, các bác có thể dùng vừa hát karaoke gia đình, vừa làm sự kiện sân khấu. Rất là hay. Đấy, khuyến khích cho các bác dùng những căn phòng trên 20m², tức là trên 20m², từ 5-70m², thậm chí 8-90m² ok. Con này rất là hay, tiếng cực phê luôn, đánh rất là phiêu. Đấy, tiếng rất hay. Các bác có nhu cầu xin mời các bác liên hệ với điện tử Cao Phong, số điện thoại 077226096. Em giao hàng toàn quốc cho các bác những cặp loa bãi xịn B3 J215. Công suất của dòng loa này là một quả là 350W một quả các bác nhé. Và trọng lượng là 34kg một quả, rất là nặng. Đấy, kích thước rất là cao, to vạm vỡ tầm khoảng 70, ngang sâu tầm khoảng 50-60 gì đó, rất là sâu, to cao vạm vỡ, tức là 34kg, rất nặng. Công suất của những dòng loa bãi xịn B3 này người ta ghi rất là chuẩn, công suất thực là 350W, đó, đánh rất là hay. Đấy, mọi chi tiết các bác liên hệ với Phong, số điện thoại 077226096 để sử dụng cho mình những cặp loa bãi xịn B3 J215 này. Em quay chi tiết cho các bác này, xung quanh này. Đấy, đều có lỗ để các bác lùa tay để vận chuyển này. Và đây là thông số phía sau nhé, thông số phía sau này. Có nhìn thông số phía sau rất là lý tưởng luôn, J215 B3 3 tem inmay, tem mạ vạch, tem QC pad. Mặc dù là hàng bãi nó đã bị cũ rồi nhưng mà hình dáng còn rất là đẹp. Đây, công suất là 350W, 8 ohm và trọng lượng 34kg một thùng, ngõ vào ra rất lưu trích. Thùng vách còn rất là đẹp này, quá như này, thùng vách này đẹp 80-90% luôn, riêng thùng vách nhé còn cực kỳ đẹp luôn. Em quay kỹ các bác cùng ngắm nhìn thùng vách này, nội thất zin nguyên bản luôn. Đó, vâng, các bác có nhu cầu mời các bác liên hệ với điện tử Cao Phong, số điện thoại 077226096. Em giao hàng toàn quốc. Vâng, sau đây em nhích volume lên để các bác cùng thưởng thức chất âm. Các bác xem video mà chưa đăng ký kênh thì mời các bác đăng ký kênh để ủng hộ em và trải nghiệm cùng sản phẩm bên điện tử Cao Phong, hàng rất là chất và VIP luôn. Cầm rất là đẹp luôn này.